Rồi mô Phật chào buổi sáng. Chào thầy. À dạ mô Phật chào con. Dạ dạ Phật con chào thầy. À ngủ ngon không? Dạ thầy. Ngủ ngon. Dạ. Rồi. Đẹp chưa? Nè con đi Mabata đi giống như vô đây. Dù có. Đâu, cạn hết rồi, nước đâu có còn đâu mà. Nhưng mà nó y như Avatar thầy. Cái mùa này nó khô, không còn không có nhiều nước như mấy mùa bình thường. Dạ. Nhưng mà đẹp thấy. Ừ, nước đẹp lắm. Dạ nó mua. Có gì có gấu. Ai có gì có hái gì mà. À, giống như đi hướng dẫn viên giới thiệu cây vậy. Dạ. À, mô Phật. Đây đây nè. Vô. Rồi. Vô ăn sáng đi. Ăn cái gì vô mấy con? Ăn sáng kìa. À, ăn rồi. Ăn rồi. Giờ còn mấy cô vô đó, ăn gì mấy cô ăn. Dạ. Để cho ngủ cho thoải mái đi. Dạ. 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 Ai có nhiều chuyện để làm lắm. Lát cho đi cuốc đất rồi. Dạ. Đứng lên, ăn sáng cái người. Chú qua đứng nhiều nhất đi. Đứng trước là người đó. Đứng ở đây này, đã giữa rồi đó. Cho nó đẹp. Lên là đồn lễ vấn an sức khỏe sư phụ, chúng con xin xin được đảnh lễ sư phụ. Thì con đầu là tắc bạch là Phật tử với lòng biết ơn em này ơi nó không được. Con nào đại gì nói hay cảm xúc quá Mình nói nhiều hơn. Đây nè, đi măng nè. Con không có mình làm.
giờ chị Hòa chị cũng cảm xúc cho con, thật ra là cũng biết nói xong là đoàn chúng con đúng như là người đây vẫn để sư phụ và tới chúng con mãi mãi chúc cho sư phụ cái sức khỏe để đủ cho nhà mọi người chúng con những ngày thì vô minh cho quê còn dịp không dù Phật nữa con thì được cái thôi muốn một bộ sư phụ ra. Có về đây trước là lễ Phật, sau cũng thăm thầy, thầy cũng thành tâm cầu nguyện tam bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử cùng gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu tập Phật pháp. Chúng ta ở đây tất cả đều đã đi tam bảo, trở thành người Phật tử, có nghĩa là con của Phật. Con của Phật thì chúng ta cố gắng sống đúng theo lời Phật dạy, đặc biệt là khi mình quy y tam bảo thì thọ trì năm giới và không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì năm giới này là căn bản đạo đức là người. Nếu một người Phật tử giữ gìn được năm giới này thì là người Phật tử chân chính, là người tốt. Nếu mình là một người ở trong gia đình thì là người mẹ tốt, nếu là người vợ thì là người vợ tốt, nếu mà cả gia đình ai cũng biết quy y tam bảo, họ thì năm giới thì đó là điều hạnh phúc cho gia đình của mình. Cho nên là khi mình đã phát nguyện họ thì năm giới, trở thành người Phật tử, cố gắng giữ gìn, thì mình giữ gìn như vậy thì có lợi ích cho bản thân và đồng thời cũng là cái tấm gương cho người nhà của mình. Ví dụ nhà mình giữ được năm giới thì mình mới dạy con của mình được. Còn nếu mình không giữ được năm giới thì mình cũng khó mà làm tấm gương, rồi khó có thể dạy con mình. Vì mình vi phạm thì mình đâu có nói được con mình. Ví dụ như là mình sát sinh, hay trộm cắp, hay tà dâm, hay nói dối, hay uống rượu, thì mình đâu có dạy con mình tránh ra những thứ đó. Mình cờ bạc thì cũng đâu có thể nào khuyên con mình đừng cờ bạc. Cho nên trước hết là người Phật tử mình phải cố gắng sống đúng lời Phật dạy, làm gương mẫu cho gia đình, cho con cháu. Thì như vậy thì sẽ cảm hóa được trong gia đình mình, đồng thời mình tránh được những cái điều nó không tốt. Bởi vì nam giới đó mình giữ được thì mình sẽ là cái người ở hiện đời được an lạc hạnh phúc, đời sau mình cũng được an lạc hạnh phúc. Còn nếu mình không giữ được nam giới này thì hiện đời mình cũng có an lạc, đời sau mình cũng sẽ đọa vào những cảnh giới không được tốt đẹp. Cho nên đó là chúng ta cũng may mắn Đức Phật dạy được làm người là khó, làm người được đầy đủ được trang cũng khó, và được biết Phật pháp, được quy tam bảo là một vấn đề cũng hết sức là khó. Mà bây giờ chúng ta đã được đủ tu duyên làm người đầy đủ được trang, biết Phật pháp và biết quy tam bảo, đó là cái phước báo mà mình cố gắng giữ gìn thì hiện đời mình mới được tốt, được cái phước báo, và đời sau mình cũng được cái thân người được phước báo. Nếu mình vi phạm thì hiện đời mình sẽ bị đau khổ, mà đời sau đôi khi mình không còn cái cơ hội được làm người. Vậy Đức Phật cái dạy đó, nếu mà mình không giữ được năm giới thì cái cơ hội làm người khó. Có một lần Đức Phật cũng lấy ví dụ đó, có một cái con rùa nó mù,
ở dưới biển, 100 năm nó lục đầu lên một lần. Trên biển thì nó có một cái cây, cái cây đó có một cái lỗ. Đức Phật hỏi là con rùa mù 100 năm nổi đầu lên một lần mà nổi vào ngay cái lỗ của cái cây trôi ở trên biển, khó hay là dễ? Chắc chắn ai cũng nói là khó, khó cực kỳ đúng không? Dễ gì mà có cái chuyện đó được, 100 năm nổi đầu lên tự nhiên nổi vô ngay cái lỗ của cái cây ở trên biển thì cái chuyện đó quá hi hữu. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy cũng còn dễ hơn là được làm người. Thì Đức Phật lấy một cái thí dụ thấy rất là nghe mình thấy cũng sợ đó, bởi vì Đức Phật nói như vậy là làm người khó lắm, nếu mình không giữ được năm giới thì khó trở lại làm người. Cho nên bây giờ mình đã được may mắn làm người, được biết Phật pháp, được quy tam bảo, thì cố gắng giữ gìn. Và mình cũng biết rằng đó là mình là người học Phật thì phải biết tu. Tu là gì? Tu có nghĩa một sự đó. Sửa có nghĩa là mình thấy cái gì mình sai phạm mình sửa đi thì sẽ tốt thôi. Bởi vì ở trên cuộc đời này ai cũng có sai, ai cũng có lỗi, nhưng mà quan trọng mình biết sai biết lỗi để mình sửa thì là người tốt. Còn mình không biết thì mình cứ giữ những cái sai đó hoài thì dần nó càng ngày nó càng sai, và chưa biết được cái hậu quả của cái việc làm sai đó sẽ dẫn đến. Nên hôm nay cũng là duyên thầy quý Phật tử và thầy cũng có một lời mong rằng là quý vị sẽ cố gắng như hôm trước thầy giảng cái bài pháp là tăng đầu tháng, tăng cuối tháng. Mình cố gắng là tăng đầu tháng chứ đừng có tăng cuối tháng. Dạ. Chúc sức khỏe hết ha. Dạ. Tự chúng con cảm ơn sư phụ. Chúng con sư phụ mang những lời góp ích để cho chúng con được tôn tập. Thôi chúng con xin cũng lễ. Khoe cây ghim trái cây mà không có khoe trái cây. Lấy cây ghim mà không lấy trái cây. Im ghê vậy. Cảm ơn nghe. Dạ hôm nay đoàn Phật tử Đức Huệ của chúng con đã đủ duyên lành được về đây đảnh lễ sư phụ, rất là phước báo của Phật đoàn Phật tử của chúng con, thật là hoan hỷ. Đi đâu? Hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Tát. Mà đi đâu đây? Đi đâu? Dạ tụi con đi lên Tà Đùng. Dạ. Quý vị nhớ lên Tà Đùng á, mở cái phim Avatar cô chặt đi Tà Đùng đó, thầy Đức Trường tặng, thầy Đức Trường viết cho con, thành ra con về con học thì hay vậy. Dạ thầy Đức Trường á sáng tác. Nhưng mà con đến đây công thụ rồi mà con sợ con hơi bị run, có gì sư phụ an hỷ cho con. Trời cái bài rất là ý nghĩa. Dạ. Vậy thì khán giả ngồi nghe. Nếu có con nghe thầy. Dạ, con xin lấy con xin tặng cho kính trường cho sư phụ một bài này của thầy Đức Trường sáng tác, mà con không biết là con gặp sư phụ con hơi bị run và thành ra có thể là bài hát nó cũng không hoàn hỷ, nhưng mà thôi sư phụ văn hỷ cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vì con là lời sĩ thành ra con hơi bị run. Duyên trùng duyên con quay trở lại đất mẹ thiêng liêng dần đón chờ, nghe gió lào xào sạc trên cây
cứ ngỡ lời cha đang dạy gọi. Phật tôi đệ tử vượt muôn ngàn hải lý, về đến nơi đây quỳ dưới chân đài tiên kinh cẩn dâng lên một đóa lòng. Tâm tư đệ tử dưới bao nỗi chất chồng, khi chưa về thăm thì bảo điều muốn nói, khi về thăm rồi thì dòng lệ cứ rưng rưng. Con tự trách mình sao lắm nghiệp chướng nhân, lại còn bị trầm luân Phật còn tại thế. Nay về đến đây vẫn đà diệt độ, hình bóng xưa giờ chỉ còn là trong tâm tưởng. Bốn chánh tích đã đi vào trong lịch sử, vẫn còn lưu lại trong tâm trí của mỗi người. Hơn 2000 năm nào phải nét rạng người, từ Lâm Tỳ Ni đến Thi Na Lộc Quyền, dấu chân người còn in đậm nét vàng son. Chẳng ngại đường dài vượt núi trèo non, đem chánh pháp Phật tâm vào trong cõi thế, cho nhân loại cả tình thương hoàng vũ, làm hành trang thấp giảng niềm vui. Xuân này trở lại nguồn xưa, cầm chân diệu ly 2000 năm qua, bước chân thanh thoát nhẹ dương, âm vang vọng lại ngàn tướng gửi về. Phật tổ ơi, theo dấu chân xưa đệ tử tìm đường về chánh địa, với bao nỗi nhớ thương và lòng kỳ vọng của con bao người. Dẫu phải vượt qua gian khổ đường dài, nhưng đệ tử vẫn vui với một niềm vui rộn rã, như sắp gặp cha già thọ nói nhớ mong. Hình bóng xưa nào phải là diễn vong, đây kim cang tỏ nó người tư duy tình tỏ, nó tháp đa mê ca còn lưu dấu kỷ niệm, kiểu trần như đất được pháp nhiệm màu. Giữa niết bàn tiếng ai đang thổn thức, hòa cùng lời kinh tiên kệ, đệ tử không ngăn được dòng lệ tuôn trào, văng vẳng bên tai lời Phật dạy thuở nào. Tất cả chúng ta rồi cũng sanh ly cách biệt, chớ có phiền muộn lắm nỗi khóc than. Tất cả những gì yêu quý nhất cũng lìa tan, qua thì thành một thời trang lệ. Dương Lâm Tỳ Ni sen vàng bay đó, mà giờ đây chỉ còn trong đổ nát điều tàn. Xuân này đường về chân là còn xa, xuân này con gửi chùm hoa tặng người. Gió xuân mang mát bên lòng, ngàn hoa khoe nở nhịp cầu thanh lương. Sĩ hát hay quá mà không biết lâu nay không nghe tiếng. Bài này con đi Ấn Độ, thầy Đức Trường Tà viết rồi á, cái thầy cho con bây giờ con học. Gió xuân mang mát bên lòng, ngàn hoa khoe nở dịp cầu